Rồi, chào anh chị các bạn trở lại với trên Hồng Sơn. Hôm nay em quay Ford Everest bản Sport nhé. Con này thì mặc dù nói là xe nó sẵn nhưng mà để quay được thì rất là khó. Vì gần như là xe về xe nào thì em sẽ bàn giao khách hàng xe đó. Đây, đơn giản xe này thì đã được trang bị sẵn thảm 5D, 6D rồi, cam hành trình rồi, bọc vô lăng này. Đó. Đây thì tí mình sẽ vào nội thất chi tiết sau. Bản này thì hiện nay thì em vừa có 4 bản nhé. Bản Sport là bản với mức giá là 1 tỷ 166 triệu, có thể nói là rẻ thứ ba trong phân trong cái 4 bản này. Dưới nó có một bản Ambien nữa. Bản này thì có thể nói gốc gác của nó là bản Trend thời điểm 2017-2018. Tuy nhiên thì theo cái tên gọi Sport thì nó giống như bản Black Edition, la răng đen, lưới tản nhiệt đen, thanh chữ C, thanh nối liền hai chữ C. Chúng ta có cam 360 được trang bị trên bản này rồi. Tất nhiên là đây là bọn em lắp thêm nhé. Đây, so với cái cam gốc thì nó sẽ có diện tích hơn một chút, đúng không ạ? Cụ thể thì thời điểm này xe này bọn em chưa có khuyến mại, chỉ có bản Ambien thôi, chúng em có khuyến mại. Phiên bản này thì mình gà đến tay, các anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp qua hotline đặt kèm cho mình giúp em nhé. Để em báo xe vào giá trong tháng 11 hoặc tháng 10, có thể lấy ngay trong tháng 10. Về cơ bản thì nó giống với bản Tizanium 1 cầu 80%. So với bản hai cầu thì thua vào khoảng 300-400 triệu, thì tất nhiên là mình rất khó để so sánh, là nó lệch nhau khá nhiều. Tuy nhiên thì nếu mà các bác đi một cầu này giá vừa phải này mà muốn cái trang bị nội ngoại thất nó hợp lý thì đây, bản này vẫn có ghế chỉnh điện này, vẫn có màn hình này, tất nhiên là bé hơn bản full, có hai màn hình điện tử. Đây, trông thì khá đơn giản thôi nhưng vẫn đầy đủ phanh tay điện tử nhé, sạc. Bản này thì không có cửa sổ trời nhá. Đấy, hiện nay thì bản Sport bên em bán cũng khá chạy, nói khan xe nhất là bản hai cầu thôi. Bản Ambien thì là bản có khuyến mại, tuy nhiên thì cái trang thiết bị option nó hạn chế hơn. Tất nhiên là với các bản một cầu thì đều được trang bị động cơ công suất giống nhau, nên là mình hoàn toàn yên tâm về động cơ đi lại. Đây, bản này thì dùng đèn là đèn full LED nhé, cả bóng đèn sương mù. Rồi, anh chị mà đang có nhu cầu quan tâm tìm hiểu về xe thì vui lòng liên hệ trực tiếp qua hotline đặt kèm trên màn hình giúp em. Bên em hôm nay chỉ quay nhanh bản màu trắng về chuẩn bị bàn giao khách hàng thôi. Không gian nó hơi hẹp, mà đánh xe lên review chi tiết thì chắc là hẹn anh chị trong cái video tiếp theo nhé. Xe này thì bên em lắp combo theo nhu cầu của khách đặt nên là nó khá đầy đủ rồi. Hàng ghế thứ ba thì với một người 1m8 như em thì khuyến cáo các bác là vẫn nên ngồi hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ ba của Everest thì mình vào khoảng 1m7 đổ lại ngồi nó sẽ hợp lý hơn nhé. Đây, hàng ghế thứ ba thảm 5D à. Thật ra là hàng ghế thứ ba mà để kịch hàng ghế thứ hai này thì khá chật, chứ còn ngồi. Ở trên bản này thì đây, hàng ghế thứ hai cũng không có cửa gió điều hòa nhé, tuy nhiên lại có chỉnh quạt ở phía sau. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo nhé.